thì cô cút luôn ra khỏi nhà đi. Đấy. Anh nghĩ là tao muốn làm oxy à? Đi bộ đi. Trang ơi, Trang ơi, tao không có phải con như mày. Alo, em yêu à? Em ăn cơm chưa? Cơm có ngon không? Thôi nhá, lát anh gọi lại cho em. Bye em. Mẹ đang ở quê, lên đây làm cái gì? Mẹ muốn lên đây ở với hai con. Mẹ thôi ngay cái trò đi. Con lớn rồi, không có ngu đâu. Mẹ ngồi xuống đi mẹ. Mẹ có tuổi rồi, phận mình là con cái kính hiếu với mẹ là điều nên làm. Sao anh lại có thái độ như thế với mẹ? Này, hôm nay cô nói nghe hay nhỉ? Cô cũng chỉ là cái ngữ đàn bà, tôi nói gì phải nghe. Còn bây giờ ấy, tống bà già về quê đi. Anh đừng có mà láo. Anh không sợ con anh sau này cũng đối xử với anh như vậy à? Này, tôi đếch sợ ấy. Mà chắc gì tôi đã sinh con. Mà sinh con ấy, chắc gì tao đã sinh cùng mày. Thôi thôi, mẹ xin hai đứa, đừng vì mẹ mà cãi nhau. Thôi rồi, mẹ về quê thôi. Mẹ không phải đi đâu cả. Mẹ một thân một mình, đi ra đường nhỡ có vấn đề gì thì làm sao? Mẹ tôi không đến lượt cô phải lo đâu. Còn bà già rồi, không làm ăn được gì thì cút về quê đi. Thằng này không thừa tiền nuôi những người ăn hại đâu. Bảo ơi, mẹ đẻ ra mày, mẹ nuôi mày khôn lớn bằng từng này. Bây giờ mẹ hắt hủi mẹ mày thế hả con? Ừ đấy, hắt hủi đấy thì làm sao? Anh nói như vậy mà nghe được à? Anh không sợ bị trời phạt à? Cái nhà này không đến lượt cô lên tiếng đâu. Bà già này mà không về quê ấy thì cô cút luôn ra khỏi nhà đi. Alo, em yêu à? Ừ, đợi anh một lát nhá. Trang ơi, con có đau lắm không con? Bổ thêm con chỉ vì mẹ. Vậy bây giờ mẹ tính sao? Mà sao mẹ không nói với anh Bảo là mắt mẹ bị đục thủy tinh thể, mẹ không nhìn thấy gì nữa? Con ơi, nói với nó, liệu nó có tin không? Lỗi là lỗi do mẹ không biết dạy con, để làm con khổ như thế này. Mà sao con không bỏ nó đi hả con? Con muốn đợi anh ấy thay đổi. Con tin là sẽ có ngày anh ấy sẽ trở lại làm người tốt mẹ ạ. Khổ lắm con ạ. Thôi, bây giờ mẹ về đi con. Mắt mẹ như thế này, mẹ còn muốn đi đâu nữa? À, hay là bây giờ con tìm cho mẹ một phòng trọ, mẹ ở tạm đấy nhá. Khi nào có thời gian, con tiện con qua con chăm sóc mẹ nhá. Nhưng mà con thằng Bảo thì sao hả con? Nó mà biết, nó lại đánh con thì làm sao? Con sẽ không để anh ấy biết việc này đâu, mẹ yên tâm. Thôi, con đưa mẹ vào phòng nghỉ nhá. Này, hôm nay mua đồ em có thấy vui không? Vui thì có vui nhưng mà làm sao mà vui bằng khi ở bên anh được. Anh biết em là cô gái ngây thơ mà, không màng vật chất. À nhưng mà nhá, hôm nay đi ăn cái bít tết dai rồi dai, xong ngồi làm rong em đau hết cả lên. Thế lần sau anh đổi nhà hàng, đổi luôn cả món ăn cho em. Anh lại dẫn cô ta về nhà à? Cô kìa, cô cút ngay ra khỏi nhà tôi. Này, mày ăn nói cho cẩn thận nhá. Mày nói ai cút? Anh vụng trộm ở bên ngoài, tôi đã mắt nhắm mắt mở coi như không thấy gì rồi. Bây giờ anh lại còn ngang nhiên đưa cô ta về nhà. Anh có còn xứng đáng là chồng của tôi không hả? Anh ơi, vợ anh giữ đấy, em sợ đấy. Em về trước đi, tí anh đến nhá. Ừ.
Thế tí nữa anh đến nhá. Ừ. Bye bye chồng yêu. Cô đứng lại, cái con này bà nhá. Này. Mày ở được thì ở, không ở được thì cút. Đừng có ra dáng cái bà chủ với tao. Tôi ở lại cái căn nhà này là tôi nghĩ có ngày anh sẽ trở về như ngày xưa. Hồi tôi với anh mới yêu nhau, anh đâu có như thế này. Mày tao ngu nên tao mới cưới mày. Giờ mày nhìn mày xem, khác gì cái rẻ lau nhà không? Ai mà hám được. Tôi đi làm sáng ngày đêm tối kiếm tiền để chăm sóc cho cái gia đình này. Anh nghĩ là tôi muốn làm oxy à? Đi bộ đi. Nhà không cơm nước gì, ăn mì thế này. Mấy hôm nay em chưa tìm được việc, cho nên là chưa có tiền. Này, tôi chuẩn bị đi du lịch ấy. Có tiền không? Cho tôi mượn một ít nào. Anh lại định đưa cô bồ của anh đi du lịch à? Anh có biết là nhà này sổ đỏ cấm còn chưa lấy lại được không? Anh có định nuôi cô ta đến bao giờ nữa? Nói ít thôi. Có tiền thì đưa đây. Tôi không có. Cô đi làm ô xin cho mấy nhà này, sao lại không có tiền? Này, anh làm gì đấy? Như thế này là như nào? Sao cô không có tiền? Cô định giấu tiền cho đằng nào đúng không? Số tiền này, anh không thể lấy được. Mấy cái đồng bạc lẻ, cô định mang số tiền này đi đâu? Tôi đã bảo với anh là tôi không có tiền. Được rồi, bây giờ ấy, cô cứ ở nhà, tôi đưa My đi du lịch, tôi nói chuyện với cô xong. Anh tránh ra. Alo mẹ à, mẹ đi khám chưa? Tình hình mắt của mẹ thế nào rồi? Con không sao chứ? Con không sao mẹ ạ. Chắc là con đang bị cúm, cho nên là giọng hơi nghẹn thôi ạ. Mà mẹ còn tiền không? Nếu mẹ thiếu tiền thì bảo con để con đưa thêm. Mà nó có bất nợ, không bất thì con không biết. Vâng, vậy thì con yên tâm rồi ạ. Con chào mẹ. Nào, ngồi xuống đi. Anh này, em bảo hả? Hay là từ lần sau mình đi chơi, mình đi ra nước ngoài chơi. Chứ ở trong nước em chơi chán rồi. Mà nãy đi chơi em mệt, có thể là hơi khát nước. Anh đi lấy nước cho em đi. Em đều khát nước à? Trang, lấy tao cốc nước. Này đi đâu ấy nhở? Ôi, thường tê đổ hết mồ hôi rồi này. Để anh nước cho em đi, em khát nước. Thế để anh ra lấy nước nhá. Không có một cái gì. Em uống nước đi. Em xin. Mà vợ anh lại mang tiền đi cho trai rồi. Anh cẩn thận đấy, không lại mọc hai cái sừng lên đầu. Ui giời, nó lụm thuộm như con mẹ đốp ấy. Nhìn chỉ muốn nôn, ai thèm để ý. Thì biết đâu được, cũng người mới ta. Nhưng mà em cứ nhắc trước, anh mà không quản chặt nhá, thể não mọc hai cái sừng trên đầu cho mình xem. Ôi, suy nghĩ ít thôi.
Thấy chưa, em nói có sai đâu. Rõ ràng đây không phải nét chữ của anh. Đoạn đường này nó gặp ai nhỉ? Còn gặp ai vào đây nữa, chỉ có gặp trai thôi. Mà em nhớ ấy, cái đường này chỉ có toàn nhà nghỉ với cả khách sạn, không ấy thì là mấy cái nhà trọ rách dưới thôi. Em nói có sai đâu. Được lắm, con đàn bà lẳng lơ này. Nhưng mà em thấy thế cũng tốt mà. Thế thì mình lại càng đàng hoàng đến với nhau thôi. Em thì giỏi đấy thôi. Này, bây giờ em phải đi cùng anh ra ngoài bắt cái đôi dâm phụ này. Đi. Đi. Vợ anh lâu đấy, trời thì nóng. Đúng địa chỉ ở đây cơ mà. À, ok kìa, đi vào đây. Trang à, khỏe không con? Con vẫn khỏe mẹ ạ. Sức khỏe mẹ dạo này thế nào rồi? Mà hôm nay con đến thăm mẹ, chắc là phải mấy tuần nữa con mới gặp mẹ được đấy. Thôi mẹ cầm ít đồ để mà tầm bổ sức khỏe mẹ nhá. Con ơi, thế dạo này vợ chồng con như thế nào rồi con? Vẫn thế mẹ ạ. Không biết kiếp trước mẹ tu như thế nào mà kiếp này mẹ có cô con dâu hiếu thảo như vậy. Mà con ơi, con cố gắng con lựa thằng Bảo nhá, cho hai vợ chồng êm ấm. Chứ không thì lúc mẹ xuống dưới kia mẹ không hổ thẹn với bố con. Sao mẹ lại nói như thế? Sức khỏe của mẹ vẫn tốt mà. Mẹ đừng có nghĩ tiêu cực nhiều, không lại ảnh hưởng đến sức khỏe đấy. Mẹ già rồi, mắt thì mờ, đục yếu đi rồi, sức khỏe lại đi xuống. Chỉ thương con, làm vợ làm dâu mà phải lo chăm bề con ạ. Mẹ đừng nói như thế con lại lo. Hay là để con đưa mẹ đi khám lại nhá. Con đưa mẹ đi khám nhiều rồi, tốn rất nhiều tiền của con. Mà con ơi, dạ. Con khổ vì mẹ, vì thằng Bảo nhiều quá, mới cả thiệt thòi quá con ạ. Có gì mà thiệt thòi đâu mẹ. Con coi mẹ như mẹ đẻ của con vậy. Hiếu thuận với cha mẹ cũng là lẽ đương nhiên thôi. Mẹ cảm ơn con nhiều lắm. Này, anh định lừa tôi đấy à? Bà mẹ của anh ấy bị đục thủy tinh thể, sắp muốn nơi rồi, bây giờ anh cưới tôi về để hầu hạ mẹ con anh à? Dạ. Em làm sao đấy? Nghe anh nói đã. Mi. Mi. Này, anh không hề biết tình trạng của mẹ như thế này. Anh tưởng mẹ ở quê cơ mà. Tưởng đấy là việc của anh, tôi không quan tâm. Nhưng mà bây giờ tôi cũng nói luôn cho anh biết ý. Anh bây giờ chả có cái gì hết. Còn bà và cô con dâu yêu quý của bà ấy, thì tôi giả cho bà lại thằng con trai quý tử nhá. Thế nhá, bye. Này, cô tiêu cả đống tiền của tôi, giờ cô định đi đâu? Thì ai bảo anh mua anh cho tôi tiền? Con khốn nạn! Bảo! Mày thấy sáng mắt chưa hả con? Chỉ có vợ mày thôi là nó chịu đựng bao dung mày. Còn mấy đứa con gái nó lẳng lơ như kia kìa, nó chỉ cần tiền của mày thôi. Mẹ! Tất cả là tại con. Tại con mê muội. Mà sao mẹ không nói sớm với con bệnh tình của mẹ? Mắt của mẹ bây giờ mờ rồi, không nhìn thấy rõ nữa đâu. Mày có quan tâm đến mẹ đâu. Mày chỉ mải hú hí với gái thôi. Mẹ, để cho vợ mày khổ thế này. Mày xin lỗi vợ mày đi. Trang, anh xin lỗi. Anh hứa anh sẽ đối xử tốt với mẹ. Anh sẽ có trách nhiệm với em nhé. Nếu anh mà nói những lời này sớm hơn ấy, thì chắc chắn là tôi sẽ mềm lòng và tha thứ cho anh đấy. Nhưng mà bây giờ thì không.
anh đã chà đạp lên tình cảm của tôi quá nhiều rồi. Trang ơi, mẹ xin con đấy, con hãy tha thứ cho thằng Bảo lần này con nhá. Mẹ biết con là con dâu hiếu thảo mà, người vợ tốt mà, cố gắng bỏ qua cho nó con nhá. Mẹ à, mẹ à, con rất là thương mẹ, rất là tôn trọng mẹ, nhưng mà con không thể chung sống với một người chồng không coi con ra gì như vậy cả. Này em, có gì chúng ta từ từ rồi nói. Bây giờ thì anh đã biết tình trạng sức khỏe của mẹ rồi đấy. Nếu anh mà còn lo lắng cho mẹ ấy, thì anh hãy đưa mẹ về và chăm sóc cho cẩn thận đi. Anh biết sai rồi mà. Em tha lỗi cho anh nhá. Tha lỗi à? Lòng bao dung của tôi ấy không đủ để tha cho lỗi lầm của anh đâu. Đơn ly hôn tôi đã chuẩn bị ở nhà rồi. Nếu anh còn tôn trọng tôi ấy thì anh hãy về và ký vào nó đi. Mẹ à, con xin phép đi trước. Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe mẹ nhá. Trang ơi, Trang ơi, Trang ơi, con ơi. Mẹ, mày bỏ ra đi, tao không có loại con như mày. Mẹ, cô ấy đi rồi. Mày mở tay ra ra. Đỡ mẹ đi. Thank you.